Đây được oai chưa đó, nhìn rồi sợ chưa, quay một vòng, quay vòng cho bà con sợ rồi đó, đó. Rồi con làm chứng cho mọi người coi con được ơn gì. Dạ thưa cha, con là Francisco Phan Văn Quốc, còn dạ, còn con của con là Francisco Phan Hải Phong. Mà cách đây mấy tháng thì con của con là bị bệnh u não, mà đi khám ở viện nhi thì là tất cả các bệnh viện là đều là trả về không khí của cháu. Thế bắt đầu con mới buồn quá, chán quá, chẳng biết nào cả. Thế con mới nhắn tin cho cha, thì cha trả lời là cha và công đoàn rất cầu nguyện cho con. Thì là đến tối, đến chiều tối thì là tự nhiên con có bà chị ở trong Sài Gòn này. Cao quá tới với mỏi tay quá. Dạ vâng. Thế con có trong bà chị trong Sài Gòn này, bà với điện, bà với con buồn, con đăng lên một dòng thút ở trên Facebook ấy, bài đọc, bài bọc và chứ con làm sao đấy mà làm sao vì như thế, còn bảo là cháu bị u não mà chẳng ai cứu cháu nữa. Thế bắt đầu bà với bảo là thôi con cứ yên tâm để bà có người quen, thế là là ông bảo là có người quen để cứu cháu, thế là con sung sướng quá, thì là được một hai hôm thì là tự nhiên là con cứ nhờ là lòng nhận được lòng thương xót của Chúa ấy, thì là chuyển cháu sang bệnh viện Việt Đức, thế là bệnh viện Việt Đức thế là cứu được cháu ạ. Dạ vâng, thiên mổ cho cháu, nhưng mà hiện tại giờ là mới được lấy được 80% thôi, còn 20% của u của cháu vẫn còn ạ. Thì con chẳng biết nào cả, con chỉ biết là cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho cháu, còn bây giờ cháu vẫn còn 20% khối u nữa. Nếu mà lấy hết 100% khối u con đâu có đến đây. Vì còn 20% cho nên con mới đến đây để con làm chứng và để con xin cộng đoàn cầu nguyện. Đôi khi Chúa có những cái cách của Chúa vậy đó thưa anh chị em, thấy không? Đôi khi Chúa có cách của Chúa, tại vì biết rằng là cho nó hết coi như nó đi luôn, nó không quay về, cho nên phải để nó còn 20 nó quay lại nó làm chứng, và để cộng đoàn chúng ta cùng hiệp thông và cầu nguyện cho người anh em của mình. Còn về bản thân con thì con được ơn của Chúa như thế nào, con được biết đến lòng thương Chúa, xót Chúa là sao, đời sống giang hồ của con thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thật ra thì con cũng cuộc sống của con thì cũng bôn ba lắm, nói chung là cũng vất vả nhiều lắm cha, nhưng mà thật ra thì ngày xưa thì con hồi bé thì con cũng không để tâm đến việc mà con là đạo gốc thật đấy, nhưng con cũng để tâm đến Chúa nhiều đâu. Nhưng mà nhất là thời gian gần đây này, là vừa gia đình nhà con cũng có nhiều chuyện, hơn nữa là cách đây một độ mấy tháng, khoảng 6-7 tháng, vợ con là cũng được Chúa cứu sống, là vợ con là trưởng ngoài dạ con đấy. Là cái gì, vợ con gì, trưởng cái gì? Trưởng ngoài dạ con đấy. Dạ vâng. Trưởng ngoài dạ con là sao? Vâng, đánh trưởng ngoài dạ con đánh nhá là gần vỡ rồi ạ, đánh nhá là may sao là như kiểu là Chúa xui khiến con đấy mà. Thế con đưa vợ con đi bệnh viện thì bệnh viện bảo là may sao nên để bác sĩ khám là không còn đo huyết áp, là không còn gần như là không còn cơ hội sống nữa. May sao là gần như là Chúa cứu sống vợ con nên đến cái nơi là người ta làm thủ tục để mổ cho vợ con. Đấy. Còn con rồi có gì con quay về với Chúa như thế nào? Dạ. Con quay về Chúa thì đấy thì tất cả những ơn mà Chúa ban cho gia đình con, rồi Chúa ban xuống cho bản thân con, rồi là con của con đây, thì thực sự là đến giờ này con rất là cảm tạ Thiên Chúa, cảm tạ Đức Mẹ. Rồi là lúc từ bây giờ là mãi mãi lúc nào là con tin tưởng vào Chúa. Mồ hôi mồ kê nó toát ra. Đây, mạnh mẽ như thế mà lên đây nói thấy xem nó run không? Run không? Run. Mà chính cái run ấy mới thật cho tặng cho con, đầy Chúa sẽ ban sức mạnh cho con nha. Từ nay hãy tin vào Chúa và bám chặt tới Chúa. Chúa đã cứu sống vợ của con, cứu sống con của con, và Chúa cứu sống chính con nữa về phần hồn. Con là đạo gốc mà chẳng biết gì, chẳng cầu nguyện gì với Chúa, coi như là có đạo hình thức mà thôi. Qua những biến cố gia đình của mình như vậy, hôm nay con xác tín rằng con không bao giờ bỏ Chúa nữa. Và một người thanh niên như con, mạnh mẽ như vậy, mạnh dạn như vậy, lên làm chứng cho Chúa thì danh Chúa càng được. Danh Chúa càng được. Xong, cái cô bé mặc áo sặc sỡ này, có thấy cô rạng rỡ không?